Hi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một giáo viên và mình sẽ hát lại những cái bài hát huyền thoại mình đã hát ở trên stream. Nhưng mà những cái bài hát là những cái bài hát mà chảy nước ấy. Thì mình hát một mình thì mình hát ở trên stream khá là nhiều rồi. Các bạn nghe lại sẽ thấy rất là bình thường đúng không? Nhưng mà hôm nay tôi nói tôi làm giáo viên cho nên tôi sẽ có một học sinh. Và tôi sẽ kêu học sinh nó vào đây nghe đây thôi. Ta-da! Đây là học sinh hôm nay của chúng ta. Hello em! Sao mà em làm vậy? Em vô cái lớp học này á, khi mà em nói chuyện với cô á, là gương mặt của em phải dễ thương lên, phải tỉnh táo lên, hiểu không? Em cười cái con nào. Cười lên! Tại sao lại dám đánh cô? Cái mặt người ta vốn lạnh lùng rồi mà kêu người ta cười sao được được. Tôi đi tôi mời lộn học sinh rồi quá. Hôm nay em sẽ dạy bóc hát những cái bài hát mà em được biết là Gam Khao chúng ta rất thích. Tại vì hồi đó thì ai ấy cũng trong miệng hoài thôi. Những cái bài mà huyền thoại của em có biết không? Thì chân nhà nha có Honey Insta. Và trước khi chị Bắp hát á, em có cái này dành cho chị Bắp nè. Chị Bắp muốn cái nào? Làm gì vậy? Đội lên cho cute. Không gì đó. Mày nhìn cái mặt tao cute không? Không, chị thì chị Bắp vô lớp học của em, chị Bắp phải cute, hiểu không? Đây, cái nào? Cái nào nè? Mày nghĩ sao mày kéo cái này mày đưa cho tao vậy? Dễ thương quá. Đó, chị Bắp. Rồi, đội lên, đội lên. Cái này bà đội lên nhìn mày giống yêu tinh quá ha. Thiệt á. Rồi. Không hiểu sao mày bắt tao hát mấy cái bài nhảy nhụa đó được luôn á. Để em chị Bắp hát cho. Em phải lan truyền cái bài này rộng, hiểu không? Nè nha, bây giờ trước khi mà chị Bắp hát á, mặt phải tươi tỉnh lên. Tươi lên. Tươi lắm. Tươi. Đang tươi mà. Mặt tươi và mở to mắt lên. Mở to mắt chứ không phải trợn quá. Ủa, mày cứ mở to mắt lên mà. Thì mở nó nhìn giống kính vậy nè. Nhìn bà giống như muốn giết người ta vậy. Thế mà đeo cái này mày kêu tao mở, nhìn tao mở tao mắt tin vậy đó. Không, mở tao mắt mà mặt phải tươi lên mặt cho người ta cảm giác tươi mắt. Tươi chứ. Tươi không? Ok. Rồi tươi chưa? Tao phải giữ đến bao giờ? Không, chị Bắp hát ngay thôi. Chị Bắp, em hát một câu xong chị Bắp hát theo một câu nha. Mà giọng chị Bắp phải nhỏ nhỏ lên. Chị Bắp nói coi nhỏ lên như thế như nào. Nhỏ là nhỏ sao? Ví dụ như kia. Xin chào tất cả các bạn. Nói. Xin chào tất cả các bạn. Không, như thế sai rồi. Phải đáng yêu em nói cứ mặt trợn. Mở mắt to ra và cười tươi đâu rồi. Nói đây quên. Ca này khó mày. Đi, mở mắt lên. Đó, quay qua. Cười lên với tao hả? Trời, em dậy cho Bắp mà. Trời, mở mắt to lên và cười tươi. Xin chào tất cả các bạn. Hoặc là nói theo cách của bạn cũng được. Sao anh đi khám? Đó. Mà lên bay đi bay. Cú te lên chị Bắp. Trời, lạnh lùng quá, mệt lắm. Lạnh lùng người ta không có dám lại gần đâu. Mình cú te thân thiện, ai cũng thích. Xin chào tất cả các bạn. Không. Nói với em. Sawadika. Trợn to mắt lên. Trợn mắt lên. Mắt phải to lên. Nhìn tụi mình lấp la lấp lấp. Chứ mày kêu tao trợn lên. Mày ma nhập hết rồi. Trợn chắc. Mở mắt to lên như thế này nè. To lên. Cười to lên. Cười. Sawadika. Sawadika. Hả? Phải nhảo nữa. Sawadika. Làm sao mà nhảo được vậy? Mày nghĩ sao tao nhảo được vậy? Được mà giật cái ơi, giật cái. Giật cái Malika. Hoặc là có thể thêm mày có thể dừng được không? Mày dừng. Dừng cái giọng đó được không? Hát hết hai bài hát của em thì em sẽ thả cho Bắp đi. Ok. Nói. Sawadika. Đó, bà cũng được mà. Nhưng mà bà cần một tí thôi, bỏ thêm tí đường vậy đó. Người ta đắp muối, tôi đắp đường vậy đó. Đó, rồi, chị Bắp mở mắt to lên. Cười. Sawadika. Sawadika. Đen hả, con quỷ. Ok, tổng nhất hả? Hiểu sao mấy người coi được mấy cái đó luôn á. Đáng yêu mà chị Bắp. Vô nè. Để chị Bắp hát từng câu nha. Chị Bắp hát cho em nha. Mở mắt to lên. Vậy là sao mày phải nhảo như mày mới cho về? Mày nhảy như em mới cho về. Em nói hôm nay em mở lớp học mà.
gì chịch chịch tao nè nè ca Kitana. Kitana là gì? Itana chứ lột Itana nè ca. Đó, vậy bác phải nhảo lên. Itana là Itana tiếng Hàn Quốc không cần biết đâu. Itana nè ca. Hát đi. Chịch à quên. À cái gì lại coi. Lại coi cái bài hát gì của mày bậy vậy hả? Itana nè ca. Itana nè ca. Nè ca. Harmony is so. Chị bắp phải nhảo lên tới nữa, em phải rắc đường cho chị bắp. Rắc đường vô. Người ta rắc búa tôi phải rắc đường cho bà đó thiệt à. Chị bắp phải đừng có lạnh lùng nữa, em nói thiệt em phải ngọt ngào lên hiểu không? Ngọt ngào. Ok tao ngọt lắm. Ok. Itana neka hemani isa. Hát lại. Itana neka hemani isa. Hemani isa. Itana neka. Itana neka nanen chua he. Cái gì? Nanen chua he. Nó nứng. Nanen chua he. No ninh hả? À, no ninh chua. Chua he. À, chua he là tôi thích bạn đó, phải để à, chua lên. He. À, chua he. Nói lại. Itchana neka no ninh chua he. Thề cái bạn này bắt không thể không te được hay sao á. Mày nhảy sao vậy? Im ăn cưng, im ăn cưng, im ăn cưng, im ăn cưng. Làm gì chị bắp? Má là áo mặt như em bình thao này là chính là cái chỗ này nè. Im ăn cưng. Thèm ăn cơm hả? Mày đi ra mày ăn cơm giùm tao cái. Ra ăn cơm đi. Đây, chị bắp, mày hát xong hết em đi chị bắp đi, hiểu không? Ok. Im ăn cưng, im ăn cưng, im ăn cưng, im ăn cưng. Đó, từ hai nhỏ, xong tính như này, tính như này. Lại lên, mở lên. Im ăn cưng, im ăn cưng. Im ăn cưng. Im anh cưng. Phải hát dễ thương lên. Phải hát cái kiểu im anh cưng. Im anh cưng. Im anh cưng. Im anh cưng. Mày vừa lòng chưa? Hả? Còn câu cuối nữa. Rồi gì nữa? Nê gà nà nư chu hoa hê. Đó. Nế. Nê gà nà nư chu hoa hê. Nế. Nê gà nà nư. Nê gà nà nư. Nà nư. Nè cái nò nứ. Cái néo gì mà tao toàn nghe thấy nó nứng không vậy? Mày hát cái gì á? Tiếng Hàn của người ta đọc rất là hay, nhưng mà tại vì mình hát mình theo âm điệu cho nên nó có dấu vô thôi. Hiểu không? Ừ, chứ tao nghe thì toàn nó nứng cái néo gì á. Đây này. Nè cái nò nứ chú hoa hè. Nè cái nò nứ chú hoa hè. Ok chưa? Đây còn một bài này chị bắp. Em có một bài nữa hả? Con một bài nữa chị Bắp. Chị Bắp có biết một cái bài mà em hát trong lúc tụi mình chơi game không? Không chị, mày. Chị Bắp chơi tôi quên rồi. Đầu tôi bị thả não rồi. Okay, vậy em sẽ hát lại cho chị Bắp nghe nha. Thôi khỏi. Tôi lại mày. Không, hát hết bài chị Bắp mới được đi. Baby Crow. À bài tiếng Việt cho yên tâm. Mở mắt lên. Mở mắt lên tao lên cười tươi. Phải nhảo lên nha chị ấy. Có bây giờ mẹ cảm thấy hương. Oh my god, tôi biết cái bài này. Mỗi lần mình nghe là mình bắt ó. Hát đi. Có bao giờ bạn cảm thấy hương hay nhớ? Có bao giờ bạn cảm thấy thương hay nhớ? Da diết tha thiết sức tàn lực kiệt. Da diết tha thiết sức tàn lực kiệt. Mà vẫn mày mẹ công việc. Mà vẫn bà phải dẻo lên. Dẻo lên. Từ từ. Giết giết được trai đấy. Ok ok được ok. Trai đấy. Được hả? Thì không. Được thì. Mày chắc nha, mày hứa nha. Thiệt chắc okay. Luôn. Có bao giờ bạn cảm thấy hương hay nhớ? Thấy hương nha, thấy hương. Có bao giờ bạn cảm thấy hương hay nhớ? Da diết tha thiết. Da diết tha thiết. Sức tàn lực kiệt. Sức tàn lực kiệt. Mà vẫn mày mẹ công việc. Mà vẫn mày mẹ công việc. Nhớ và nhớ mọi người đặc biệt là chú nè. Nhớ và nhớ một người đặc biệt nào chú nào. Mẹ cô. Thôi bài mày tao đi hỏi cái. Má tổn quá à. Bỏ đi mày.
tởm. Bịt mỏ là em gái lớn nó cu te thân thiện là phải bịt mỏ lại không. Cái gì vậy? Tao thề với mày nha, tao mà hát cái câu đó thiệt, thằng nào nó tao cua được thằng nào chắc tao đẻ em thật luôn. Chị Bắp thích hành đi thiệt thiệt. Chị Bắp ra hát cho ông Vĩnh nghe kìa, ông đổ liền, ông xỉu liền á chị Bắp thiệt. Ăn xỉu là đổ đó chị Bắp thật. Chị Bắp phải cảm ơn em đi. Ủa là rồi mày dậu được đứa nào chưa? Sao tao thấy mày bé mà? Tại vì không, tại vì em không thích thằng đó, hiểu không? Em không thích thôi. Không thích thôi đúng không? Ngày nào cũng thấy mày thả thính mà. Tại vì em không thích thôi. Thích là sao? Em không thích, tại vì đó. Thôi mày dẹp nhẹ đi, tởm quá. Chị ba. Mày đợi, mày để dành. Mày chơi một mình mày đi nha con quỷ. Bóp đầu cứ mà kêu tao qua nữa nha con quỷ. Tôi dạy những cái tốt cho bà mà. Tôi dạy bà thả thính trai một cái bài hát dễ thương cu te lòng lộng như thế mà. Thôi thì hết video clip của tôi là bà đi rồi, tôi không có chạy dài được nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình. Các bạn nhớ cho mình một like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Share những video clip mới của mình nữa. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. À quên nữa, ai muốn học thì đăng ký tôi nha.